Chờ. Đây là anh hú lô chuẩn bị là lấy cái ổ ông ruồi. Đây là cái ổ ông ruồi. Đó, khúc bức cũng bự lắm nha. Cái thuốc hay gom ta. Đây là nú lô thực hiện à, anh chưa bao giờ lấy cái ổ ong, có thể là nó đánh sưng mặt đúng không chừng. Đây nó động ra kìa, ong bay ra rất là nhiều. Xếp xếp vô. Rồi nó chơi gì để tao lấy nha. Đấy, gom rồi nó động. Đây mới. Đây là anh Phúc. Nãy giờ lội kiếm cũng hơi mệt. Giờ là gặp được con ổ một là mệt quá rồi. Anh đốt cái thuốc chuẩn bị vô lấy cái ổ rồi. Xét lưng nha. Khoan. Cũng mặt cũng khá đó. Không rồi chưa, mặt nhiều, mặt nhiều á, khúc mức mấy tô voi chính ổ này mặt nhiều luôn nè. Hai lỗ không? Đó. Mặt rất là nhiều. Ong bay rất là nhiều. Anh hú lô đã thổi khói để đuổi ong đi chứ không đâu nó đánh sưng mặt. Có vài con ong sắt. Các bạn thấy là ong sắt là nó lớn hơn con ruồi. Nó đánh rất là đau, để sưng mặt luôn. Chảy mặt hết trơn kìa Phúc. Chảy mặt hết trơn kìa. Quay xét vô. Xét vô đi. Bây giờ anh Phúc đang chặt cái nhánh cây. Giờ là đuổi ong ra. Quay giờ thấy chưa? Đây là cái ổ ong mình đã lấy ra, các bạn thấy là con nó còn rất là nhiều. Ở đây là mập mập mà thuốc nữa không? Rồi bây giờ là kết thúc, chỉ cần mấy hơi thuốc là mình có thể lấy. Cầm cái khúc mứt ra, cầm tao gạt con nó ra nè. Mỏi gì mỏi, mình gạt con nó ra. Mình chỉ lấy cái ổ thôi chứ không có lấy con. Quay qua anh kia. Quay qua anh kia.
Đó. Đây, ổn không? Mập. Mập. Yeah. Đây. Còn nó bay tứ tung. Mình ngồi đây. Rồi, quá trình kết thúc. Giờ là mình đi tìm ổ khác mình lấy nữa. Bye bye. Anh Hữu Lô đang tích cực phà khối là vì sợ nó đánh. Mẹ ơi.